Trân Thành, Harry Won. Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giọng ca bí ẩn. Giọng ca bí ẩn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Thịnh Promotion thực hiện với sự đồng hành của Tôn Đông Á. Chương trình phát sóng vào lúc 20:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Đối với giọng ca bí ẩn, chúng ta sẽ được nghe lại những bài hát rất là hay. Có thể là những bài hát đã đi vào lòng người, hoặc có thể là những bài hát mới. Chúng ta sẽ biết được những gương mặt mới để năm khách mời tìm mọi phương pháp mời họ về với đội của mình. Và ai không có ca sĩ, dĩ nhiên sẽ ra về tay trắng. Harry Won và Trân Thành cũng không để quý vị chờ thêm nữa. Bây giờ, xin mời 5 người chơi. Anh đứng đây nè, đây nè. Đâu, cái đồ này đẹp hơn nè. Anh ra ngoài đây đi, em vô trong đi em hỏi. Anh đứng gần khách anh mới nói chuyện ta được. Không có ghen, em là phụ nữ không bao giờ ghen hết trơn á. Vậy chứ sao Thành đứng đây mà em kêu ra ngoài? Trả lời đi. Coi cơ mặt chứ. Hả vợ? Tiếp tục chương trình. Vâng. Mâu Thủy, một cô người mẫu xinh đẹp. Giới thiệu bản thân mình cho quý vị khán giả nhé. Lần đầu tiên thì Thủy được tham gia chương trình Giọng ca bí ẩn. Thủy cảm thấy là mình không có nhiều cái chuyên môn về âm nhạc lắm, nhưng mà Thủy rất chắc chắn bằng những cái chuyên môn cảm nhận bằng trái tim. Cho nên Thủy sẽ chọn những ca sĩ nào hát từ trái tim và chạm đến trái tim tất cả mọi người. Ở đây chương trình này cũng không cần mà người chơi phải quá giỏi về chuyên môn âm nhạc. Đúng. Chỉ cần rồi, mình có linh cảm đúng thì yes, người đó sẽ mang về cho mình đi. Giác quan thứ 6. Đúng rồi. Đúng, rất là đặc quan biệt trọng. Những người đẹp như em, anh tin là linh cảm em sẽ luôn đúng, em sẽ luôn chọn đúng người cho cuộc đời của em. Em cũng vậy đó. Cũng vậy đó. À, chắc em đi về quá hả? Sao anh đi về không? Ta nói chuyện với khách mời cứ chen cái mặt vô hoài sao kỳ vậy? Sao mấy người ngộ vậy? Vâng, mời Gia Bảo. Dạ kính thưa quý vị, Gia Bảo rất là thích chương trình này, cũng xem hết tất cả các số trước rồi. Và ngày hôm nay vào đây thì Gia Bảo cũng sẽ ráng tìm được cho mình một ca sĩ. Bây giờ cái này em hỏi thiệt nè, là lần trước chị đến đây là chị ra về tay trắng. Sau cái đợt chơi lần trước, đến lần này thứ hai thì chị rút ra được cái kinh nghiệm gì? Những cái gì mà chị đã trải qua thì chị phải rút kinh nghiệm. Kinh nghiệm là bây giờ chị ngồi chị phải coi người ta. Không phải là đơn giản mà chị coi... Nghĩa là chị phải coi. Nói chuyện. Kinh nghiệm này nó mong lung quá. Tiếp tục chương trình. Từ bữa nay chị đem chiến binh của chị. Lần trước là chị phải chơi không lợi, bữa nay đem con tới chơi. Chị bán tiệm nail rồi. Sau chương trình giọng ca bí ẩn này, chị sang tiệm nail lại cho cưng. Rồi bây giờ chị bán con. Ấy chị đem con. Đem con tới chơi. Gỡ lại. Đúng. Con làm hãnh diện. Lộc ơi, Lộc ơi. Chào khán giả cái coi. Dạ, lời đầu tiên Lê Lộc xin kính chào quý vị khán giả đang xem truyền hình ạ. Hôm nay là lần đầu tiên Lê Lộc đến với giọng ca bí ẩn. Và vui hơn nữa là được chơi chung với mẹ Lê Giang nữa. Mẹ em có sự thu hút thí sinh, nên là mẹ em chọn ai thì em sẽ quyết định em theo mẹ em chọn người đó. Em đấu tranh, em giành giật với mẹ em thôi. Bậy. Ủa sao kỳ vậy? Vậy là nó đâu có đồng đội tôi. Ủa sao tự nhiên lôi nhau tới đây rồi gặp mẹ mình vậy? Ủa chi vậy? Vậy đi về liền. Đủ liền hả? Đủ liền hả? Gạch tên đó. Gạch tên rồi. Gạch tên mời về liền. Ê nè, ý con nói là mẹ chọn thí sinh nào thì con sẽ nghe theo mẹ chọn chung thí sinh đó. Không, điên đi con. Đừng có chung. Không được mẹ con, mẹ biết đâu mẹ trật thì con trúng chứ sao hai đứa dính chùm vậy? Chị bảo vậy, hồi nãy người ta mới nói dập mẹ em đó, rồi bây giờ em dập mẹ em nữa, sao mẹ em sống sao trên đời này? Được? Giống như cả thế giới xua đuổi rồi hãm hại đó, nó vậy. Bây giờ chỉ còn khán giả nhìn mẹ thôi. Tôi biết là khán giả có gửi thơ kêu là mời Lê Giang tới lần thứ hai giọng ca bí ẩn, tôi biết. Chị không ai gửi hết đó chị. Dạ. Thằng quanh kia đứng với Harry. Không, nói giỡn chứ, nói giỡn. Kêu giờ chờ chồng em về. Cho về đi chồng về. Không, nói giỡn. Có gửi, phải gửi, ta thương ta gửi mới mời lần thứ hai chứ bộ thiệt á. Nè, nãy giờ ta thanh niên nghiêm túc, ta trưởng thành, ta ít nói nè. Nói gì cho ta thấy mình trưởng thành đi cưng. Thì cái chương trình giọng ca bí ẩn này thì em cũng có tìm hiểu, em coi rồi. Thì thật sự là quan trọng không phải là người ngồi chơi hát hay không hát hay, mà quan trọng là linh cảm của cái những bạn thí sinh chơi. Thật sự mà chiến thắng cô Giang thì rất là dễ.
Từ nãy tới giờ mọi người nói thì em cũng đã có suy nghĩ rồi. Bởi vì nãy anh Thành nói là vòng trước cô Giang có chơi thua. Trắng tay, trắng tay. Vòng trước cô Giang có chơi thua thì vòng này cô Giang chọn người nào thì mình đừng chọn giống cô Giang là mình sẽ thắng. Dạ vậy thôi. Chị, tại sao chị Giang chị giống như một cái hình mẫu ngồi phải lánh xa sao chị kỳ vậy? Nó gia đình đó không phải cô con rể hụt á. Cái gì? Nè em nào không có nói láo quý vị khán giả nha, đứng trước nhà tôi hoài. Chị Giang, chị nói em mới nhớ. Hồi xưa khi con Lập đi thi trong đội của em, chị nhớ một cái chương trình đó là thí sinh trong đội của em ai tuần này hết tuần nọ làm người diễn phụ không lấy tiền ai ủa diễn viên mà bộ rảnh lắm mà sao diễn free hoài vậy hả? Kêu cái ra diễn coi như là diễn mà em tàn lan em quan tập ủa chương trình gì vậy? Chương trình giọng ca bí ẩn tiếp tục chương trình. Thưa quý vị, mối tình của Tuấn Dũng và Lê Lộc chúng tôi sẽ điều tra sau vài phút giải lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Giọng ca bí ẩn. Hình và giọng của bốn giọng ca bí ẩn hôm nay sẽ rất là độc đáo và bá đạo, cho nên có gì các bạn hãy lắng nghe. Xin mời. Đàn thiên thu đức dây gì ai mà biết được cái dây gì. Trời đất ơi, xàm không. Đàn thiên thu đức dây Phật đích luôn cái cầu trì. Trời ơi, là cái đức cầu trì luôn. Thương bốn người như lục bình trôi. Ai đoán được bốn người này là ai? Trời ơi, thấy ghét. Và bây giờ ý kiến của năm người chơi như thế nào ạ? Mời chị Lê Giang. Chị thấy bốn người đều có chất giọng hát hay. Đúng luôn. Mặt toàn là ca dân ca Nam Bộ không? Khó à nha, bữa nay là căng á. Bữa nay căng à. Đúng mặt... sở trường của chị luôn. Đó, mặc dầu là rút kinh nghiệm là đã chơi rồi nhưng vẫn phải xem xét lại nha. Nhưng mà chị ấn tượng nhất với ai? Chị ấn tượng cái cô thứ nhì kế con mèo á. Dạ, kế con mèo. Số 2, vậy là số 2. Mâu Thủy em thích ai cưng? Dạ thật ra thì những dòng sau em không biết, nhưng mà dòng nghe thử nhạc này là rất vui thôi nè. Thì không thấy ai hết. Chưa nhận định được gì hết. Con rể hụt chị Giang. Nói đi con rể. À dạ không cô, chắc con chọn giống cô thiệt. Anh nãy xin lỗi tại nói cái ý kia. Tại vì hồi nãy em quan sát em thấy tất cả bốn anh chị thì là em nghĩ là ai cũng sẽ hát hay hết. Nhưng mà cái chị đứng thứ nhì em thấy được một hành động là chỉ là cái người bắt nhịp đầu tiên cho để vô cái lời bài hát đó. Ai đoán được bốn người này là ai? Chà, con quan sát kỹ quá ha. Rồi, mời anh Gia Bảo. Theo em nghĩ là chắc là hai canh trai này là không có phải là hát thể loại nhạc này. Cho nên là ổng cứ dây phật, ổng không có ca dài. Lê Lộc, em có đồng tình với ý kiến đó không? Em thì em lại thích anh số 3. Ồ, sao tại sao vậy? Tại anh hát vui. Anh tưởng em thích anh số 3 tại cái tướng lùn lùn giống Dũng. Đâu có, trời ơi, anh về đi Dũng ơi. Trời đất ơi, sao mẹ co độ không thích ai cái đuổi về, kỳ thiệt. Chương trình sếp mà anh Tâm đâu biết được. Sếp, đã sếp mà. Rồi thôi vậy đi nè, bây giờ á, muốn biết chân tướng ha. Chúng ta vén bức màn bí mật. Đầu tiên sẽ là giọng ca bí ẩn số 1. Ê, tôi không phải cá nha. Đi gọi là tài lẻ gì anh?
Tài lẻ diễn xuất đó em. Đây là tài lẻ diễn xuất phải không? Ờ. Đánh cầu thì cũng không ra đánh cầu. Trời đất ơi, đánh cầu mà trái cầu văng bảy thước rồi móc ngược, móc xuôi quay như băm vụ mà cũng quất trúng. Một mình mà mướn nguyên vũ đoàn làm theo đó. Em gái nhỏ nhắn, xinh xắn. Chị Giang, chị nghĩ sao về giọng hát này? Đánh cầu thì tài lẻ. Thôi mình cất cái vụ tài qua một bên đi. Không có ra đây quơ vào móc mẻ rồi. Qua mắt tôi hả? Ít nhất thì dù gì cũng là nghệ sĩ mấy chục năm trong nghề mà. Nói vậy tôi biết dạ. Đưa em tới đây là vấn đề là em phải có cái giọng hát hay, hay là có một cái đặc điểm gì thì em mới đứng trên đây được. Đúng vậy. Mà cái giọng càng nhỏ là hát càng nội lực. Nội lực càng mạnh. Sao căng quá vậy? Căng thẳng quá, căng thẳng quá. Đợt trước không căng, giờ phải làm như căng thẳng lên à? Đợt trước thua quá mà. Lấy lại những gì đã mất. Cô này không có đơn giản đâu nha. Thấy nhỏ nhỏ vậy chứ hát hay á. Nếu chị thì chị sẽ nghĩ là chị sẽ đặt điểm nhiều hay ít cho cô này? Nếu mà mẹ vũ cô này về với mẹ đó là 5.000. 5.000 điểm là lớn nha. 5.000 điểm. Ôi. Người đẹp Mô Thủy. Thực ra là em tin những cô gái có thân hình nhỏ nhắn như vậy nhưng mà có giọng hát rất là nội lực. Nhưng mà sau khi mà chị Giang quyết định 5.000, em suy nghĩ lại. Ồ, tại sao vậy? Tại lúc đầu em đánh giá có rất là cao nhưng mà tại vì chị Giang hay chọn sai á, cho nên là em sợ chị chọn sai, em chọn chung là em sai chung nữa. À. Phải cái gì mà từ chị chọn ra là người ta né đó chị hiểu không? Không, không, không. Nói như vậy thì cũng sai. Tại vì Lê Lộc nói là sẽ dành lại với mẹ mà. Bây giờ Lê Lộc nghĩ sao nè? Lộc, cho con nói không mẹ? Đúng rồi, con cũng thấy nếu mà mẹ em đã ra nhận định vậy là mẹ em phải suy nghĩ đắn đo dữ lắm. Mẹ mới cho ra 5.000. Đó, chứng tỏ là con chị nó cũng phải hiểu ý chị. Nhưng mà em sai rồi đó. Đúng rồi, nhưng mà con mà đâu hơn thua ý mẹ chi. Nhường mẹ luôn. Đánh xa chị luôn. Dũng, dạ. Em nghĩ là nếu em được cược điểm thì em cược bao nhiêu điểm cho bạn này? Em có tin là bạn hát hay không? Dạ em chắc chắn là chị này sẽ hát hay. Tại vì hồi nãy khi mà lúc đầu em nói em nghe bốn người thì em thấy là hầu như là bốn người cũng hát hay. Nhưng mà em chắc em sẽ quyết định em chọn cái chị thứ nhì. Và dù cho có thua đi nữa thì em cũng sẽ hỏi chị là tại sao cái hành động kia chị lại chỉ trước nếu như em là người thua. Như vậy có nghĩa là bạn số 1 này em cũng không có cược điểm nhiều. Dạ. Mời anh cho Bảo. Bảo thì Bảo sẽ cược điểm nhiều cho bạn số 1 này. Bởi vì những cái người mà nhỏ con chắc chắn hát sẽ rất mạnh. Giống như Tuấn Dũng, là Tuấn Dũng nhỏ con mà Tuấn Dũng hát rất là hay. Cá, cao anh nghe Dũng. Em ơi tình của đôi ta gửi chúng làm tiền gặp gỡ nhau đây để gặp nhau đây tìm mọi chuyện đầu ngàn lời chúng thủy lời nói hôm nay nàng nghe cho kỹ cho dù trăm đắng ngàn cay anh vẫn nguyện cầu cho mối tình đầu đừng gặp nhiều điều ngang trái đừng đầy chị. Đôi ta vào dòng khổ ai duyên nợ ba sinh sắp phải từ muôn kiếp trước nàng ngại đến đây mà nghe anh nói nàng nghe rằng anh đã yêu nàng. Ca một câu mà ông nói hai bà ơi. Chúng lắm tiền gặp gỡ nhau đây để gặp nhau đi tìm mối tình đầu ngàn lời chúng tí lại nói hôm nay càng nghe cho kỹ dù cho trăm nắng ngàn cây em cũng nguyện cầu cho mối tình đầu đừng gặp nhiều điều ngang trái đừng để đôi ta vào vòng cổ ải duyên nợ ba sinh sắp bài từ muôn kiếp trước càng ngày đến đây mà nghe em nói càng nghe rằng em đã yêu chàng. Hay quá. Dập luôn. Đây. Phải con em hai ba hơi là đúng tại bữa cô chỉ bữa qua nhà cô chỉ. Bây giờ tới một cái chương trình, một cái chương trình mà mang tính giành giật như vậy mà bây giờ em coi như là em lấy luôn bí kíp của mẹ vợ tương lai của em thì em còn cái gì nữa hả Dũng? Hơn là em ca vợ chứ nếu em ca hay mà bức luôn mẹ em thì sao rồi? Không, tại em nghiên cứu rồi em biết trước là em sẽ hát dở hơn cho nên em làm vậy để cô tô mẹ. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Tiếp tục chương trình. Vâng, bây giờ mọi người cũng góp ý kiến hết rồi, phán xét hết rồi. Và bây giờ sẽ là thời gian người chơi cược điểm. Xin mời. Một. Hai. Ba. Xoay. Vâng. Như vậy là Lê Lộc 1.500 điểm, Tuấn Dũng 2.000 điểm, dạ. Gia Bảo 2.000 điểm. Và chị Lê Giang muốn giành bạn này thì được có 3.000 điểm. Trong khi đó một người đẹp chân dài Mô Thủy đã đưa 4.000 điểm.
Mau Thủy, hồi nãy người ta nói rằng không, chị Lê Giang chọn gì em sẽ lánh xa đó. Em sẽ tránh né. Không, âm thầm đẩy 4.000. 4.000. Tại sao em đặt tới 4.000? Tại vì á, nếu mà so với mặt bằng chung á, thì mình cũng không có biết cô gái này á, là mình hát như thế nào. Nhưng mà đối với em á, cô ấy đứng nãy giờ đứng hơi khiêm tốn một chút xíu, hơi dài dòng một chút xíu. À, em đoán chắc là cô gái này sẽ hát những bài pop ballad trữ tình. Và em rất là thích cái dòng nhạc đó. Vâng, giọng ca bí ẩn số 1 sẽ thuộc về đội của Mau Thủy. Và để xem là 4.000 điểm của Mau Thủy có lựa chọn đúng một giọng ca xuất sắc hay không nhé. Mời bạn biểu diễn. Trình diễn của ca sĩ Sa Lý. Lý, Sa Lý. Trời em nghệ quá. Hay quá. Đó thì bởi vậy chị nói hồi nãy chị nói với Thủy đúng không? Tuy người ta nhỏ con nhưng mà cái lực người ta hát dữ lắm. Trời ơi, nói vậy mà có 3.000 rồi không? Giống như một cô nhỏ xíu xíu á mà bùng nổ kiểu như là giống như núi lửa bùng nổ vậy đó. Gái người ta mà la tới núi lửa dữ vậy đó hả? Biết. Đấy là trời ơi, ai cũng mơ giấc mình luôn á. Không mà công nhận lại nội lực dễ sợ. Em cũng xin giới thiệu với mọi người là em hiện đang là ca sĩ tự do theo đuổi dòng nhạc bolero. Mời quý vị bình chọn. Hết giờ. Và bây giờ Harry muốn hỏi cảm xúc của Mau Thủy bây giờ như thế nào? Em thực sự bất ngờ về cái suy nghĩ của mình luôn. Tại vì hồi nãy á, em nói Sa Lý là sẽ hát một bài pop ballad ra không trúng cái nào hết. Nhưng mà em cũng thấy là linh cảm, người con gái nhau rất là giọng hay. Ngon lành đúng không? Giọng nội lực. Nãy hát e dè xong ra bung lụa tùm lum hết. Hay trời lắm em. Ôi, bà đẩy hơi ra một cái, hơi phật cho mặt tôi cũng cháy mặt. Mà giọng rất là vang nha, cái độ vang giọng tốt. Bây giờ khi bạn Sa Lý hát xong rồi, tôi mới hỏi là trong tất cả các người chơi có ai muốn thương lượng với Mau Thủy để đưa ra một mức cao hơn để mời Sa Lý về với đội của mình hay không? Hay là mọi người muốn chờ giọng ca thứ hai ra? Suy nghĩ cho kỹ nha. Suy nghĩ nha. Chị là chờ những cái chiến binh sắp tới. Chị đang chờ. Lâm.
em cũng sẽ chờ những chiến binh sắp tới. Ồ, sao vậy? Tại vì em tin chắc là không chỉ có một mình chị này hát hay đâu. Ê, có khi nào hai mẹ con không có thí sinh nào luôn không? Đâu có. Kén cá chọn canh, người ta nói, ông bà nói lắm mối là tối nằm không. Và bây giờ Harry sẽ xin công bố số điểm khán giả bình chọn cho Sally là bao nhiêu. Điểm. Đây cũng là một số điểm tương đối cao cho giọng ca bí ẩn số 1. Chúc mừng em. Chúng ta sẽ đến với giọng ca bí ẩn thứ 2 sau vài phút giải lao. Ở vòng đầu tiên, ca sĩ Sally đã được mời về đội của Mâu Thủy với 4.000 điểm. Và bây giờ sẽ là giọng ca bí ẩn số 2. Tài lễ của giọng ca bí ẩn số 2 là múa dân gian. Mọi người thì thấy như thế nào ạ? Bữa nay ban tổ chức chọn nhỏ nhỏ con dễ thương quá à. Mà đứa nào cũng đẹp hết trơn. Dũng, nãy con nói số 2 con thích đó, con chọn đi con. Dạ, tại chị thiệt là em nghe chị từ đầu rồi. Bởi vì em quyết định luôn là cỡ nào em cũng phải chọn chị hết. Bởi vì hồi nãy là em nghe trước cái giọng. Còn bây giờ thì em nhìn cái phong cách ăn mặc vậy thì em nghĩ là chắc có vẻ cái dòng nhạc hơi khó hát. Mà thường thường là phải những người dữ dằn lắm mới hát được giữa cái dòng nhạc mà phải mặc đồ như vậy. Thấy chưa? Tôi là tôi đấu với Tuấn Dũng tới cùng để tôi giành cô này. Tại vì nhìn thấy cô này cô rất là trắng trẻo, rất là nhỏ bé, nhưng mà nói rồi, những người nhỏ bé nội lực rất là dữ dội. Đúng. Đó, mà hồi nãy mình coi trong cái màn nữa là ca giọng rất là ngọt ngào. Cho nên là kỳ này đấu với Tuấn Dũng tới cùng luôn. Đó. Rồi Lộc em sao? Thật ra là nãy giờ cũng thích chị đó rồi. Tại vì khi mà nhạc lên một cái là chị vừa múa theo lời bài hát luôn, chứ không phải là như hai chị vũ đoàn kia. Đúng rồi con, tại ta ca sĩ mà con. Dạ. Nên là sợ mẹ cược của con thôi. Nhưng mà nếu mà mày không cược đúng không? Ừ. Mẹ không cược thì con cược. Con đi, con đi. Thôi bây giờ tất cả những cái lời nói nó không có giá trị bằng những cái con số cụ thể đúng không? Con số đúng đấy. Chúng ta làm việc gì nó có giấy tờ rõ ràng chứ không phải. Trước khi mình đến với cái cô số 2 này, mình trở lại cái cô số 1 một tí. Bây giờ Mâu Thủy có còn cảm thấy an toàn với lại cái cô số 1 mà mình đã lựa chọn hay không? Nếu như em cảm thấy là giọng ca của cổ không an toàn với em, bất cứ lúc nào trong chương trình em có thể đề nghị anh là cho em xin hồi lại cô số 1, nhưng em xin mất đi 2.000 điểm. Còn không
thì bốn người còn lại nếu ai cảm thấy thích giọng hát của bạn Sa Lý có thể mời về đội của mình với một con số hấp dẫn hơn con số 4.000 mà bạn Mâu Thủy đã bỏ ra. Bốn người còn lại có ai trả một con số nào cao để mời bạn Sa Lý về đội của mình không? Mẹ lớn, mẹ nhường tụi con đó. Không ai thỏa thuận đúng không? Không, dạ. Rồi, như vậy là bạn Sa Lý vẫn thuộc về đội của Mâu Thủy. Chúng ta sẽ đến với quyết định của bốn người còn lại đưa ra số điểm cho giọng ca bí ẩn số 2. Bắt đầu. Hết giờ. Và 1 2 3 xoay. Vâng, Lê Lộc là đưa 4.000 điểm. Sau đó là chị Giang 5.000 điểm, Gia Bảo 6.000 điểm. Và cuối cùng Tuấn Dũng 7.000 điểm. Trời ơi, wow. Tuấn Dũng nói là làm ha. Như vậy là giọng ca bí ẩn số 2 sẽ thuộc về đội Tuấn Dũng. Nhưng quan trọng, hãy xem 7.000 điểm đó có xứng đáng với giọng hát của bạn hay không. Mời bạn biểu diễn. Ngon mã dễ thương. Lưng đẹp nha. Lặng lặng mà nghe tôi nói đôi lời, tôi kể rằng đầu làn ngũ xa có nàng, một nàng bán nước che xanh. Như là hoa, đóa hoa thật tươi, trông con say đắm, mắt cô đưa tình, khiến bao chàng trai ngất ngây vì cô. Mỗi khi qua chờ gì nữa, quý vị hãy bình chọn cho cô ấy. Hết giờ. Đây mới là giờ phút mà chúng ta nói chuyện với nhau bằng những con số.
sau khi bạn thứ hai hát xong rồi, trước tiên mình phải ưu tiên cho Mâu Thủy trước. Mâu Thủy có còn tự tin với bạn số 1 của mình hay không? Đối với Sally á, không phải bạn ấy hát không hay, nhưng mà đôi khi trong một cuộc chiến mình phải biết đối thủ mình là ai. Đúng. Đúng rồi. Nếu mà trong một cuộc chiến đó em thấy đối thủ của Sally ngang tầm hoặc là thấp hơn thì em sẽ không bỏ cuộc. Nhưng mà bây giờ em cảm thấy không tự tin lắm. Lần đầu tiên tôi thấy một cô gái rất là thẳng thắn với suy nghĩ của mình. Vì vậy, Mâu Thủy có quyết định là đưa Sally về với chương trình hay không? Bạn sẽ bị mất có 2.000 điểm thôi. Nhưng nếu một lát Sally ra mà thi đấu trực tiếp mà thấp điểm hơn bạn số 2 thì bạn sẽ mất đến 4.000. Thủy muốn nói là lời xin lỗi với Sally, là Thủy phải hoàn đổi thôi. Có nghĩa là bạn giữ an toàn cho mình. Dạ vâng. Thỏa thuận thành công. Như vậy Mâu Thủy bị trừ 2.000 điểm, nhưng bạn bảo toàn được 8.000 điểm còn lại của mình. Bây giờ đến với cô gái số 2. Có ai muốn thương lượng với Tuấn Dũng để mời cô ấy về đội của mình hay không? Dũng 7.500. Cô 9.000. Bây giờ thế này, Thành có một quyết định này hay, và cả Mâu Thủy cũng sẽ được tham gia, đúng không? Mỗi người sẽ đưa ra một con số trong cái bảng điểm, chúng ta dỡ ra cũng y như lúc nãy, ai cao hơn thì Dũng sẽ nói chuyện với cái người đó. Rồi, 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Wow, những con số vô cùng hấp dẫn. Mâu Thủy 7.100, Gia Bảo 9.200, chị Lê Giang 9.000, mà Lê Lộc cao tài ấn 9.700. Wow. Dũng, nghe anh phân tích. Dạ. Bán này hát rất hay, đồng ý. Không hay thì không ai mà bỏ ra nhiều con số gì để nói chuyện với em. Nhưng hiện nay Lê Lộc là cái người đưa ra con số cao nhất. Dạ. Em có thể nhận 9.700 điểm về cho mình để nhường bạn lại cho Lê Lộc. Cộng với cái số điểm mà em đang còn lại là 3.000, có nghĩa là em có đến 12.700 điểm. Em sẽ có dư tài sản để nói chuyện với bạn thứ 3, bạn thứ 4. Và cái xác suất em thắng là cực cao, bởi vì chẳng ai có điểm cao bằng em cả. Anh ơi, có thêm cái nữa. Sao? Có thể lấy cả cuộc đời của Lê Lộc luôn. Trời ơi. Của Lê Lộc luôn. Trời ơi. Trời ơi, còn nói gì nữa. Trời gì thiệt. Ơ gì mà thông minh. Quá trời. Chị nói cái câu đó một cái mà cãi không được. Nhưng dĩ nhiên mình làm từ đó mình cũng phải liều lĩnh với bản thân mình, là biết đâu bạn số 3, bạn số 4 là hát không hay bằng bạn số 2. Em nghĩ thế nào về con số của Lê Lộc? Lê Lộc, mời em. Anh cứ suy nghĩ, bây giờ em chỉ cần nói một câu thôi. Hôm nay có mẹ em, có anh chị em đây. Trời ơi trời, cái gì vậy Lộc? Cái gì giống như là vu huy vậy Lộc? Thì chẳng lẽ anh tranh giành với em đúng không? Anh làm sao coi được thì anh làm. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, Dũng ơi, chết rồi, bên chết Nghĩa. Chết Dũng rồi. Bên Nghĩa, bên Tình, em biết chọn bên nào? Khó lắm thiệt, em nói thiệt khó lắm chứ đâu phải giỡn chơi. Trời anh, ơi. Nó phải là một cái gì đó nó quyết định, nó trời sáng ơi, suốt cuộc lắm. Trời ơi, cuộc đời em bữa nay coi như chấm dứt, Dũng ơi. Lộn. Trời ơi, anh nói giống như là không. Em đi luôn. Ý anh nói là coi như là bữa nay là trời ơi, cái tình duyên có hay không là chấm dứt ngày hôm nay đó Dũng. Thương hay không là do chỗ này nè. Lựa chọn này quan trọng. Dạ. Thương hay không là do chỗ này nè. Nếu mà con suy nghĩ là con không có thương Lộc. Trời ơi. Vậy thì bây giờ anh muốn nói gì với ai? Anh nói em chứ, okay. Anh đang thương lượng với ở em. Ở đây mà nói thiệt cái Lộc, không ai còn tư cách để nói chuyện với Dũng ngoài em đâu. Sao anh? Anh có cần nắm tay không? Anh có cần nắm tay không? Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Không cho hùng cái luôn. Anh có cái mẹ này chú, anh mang đồ. Tôi đề nghị bà mẹ vợ ụp mặt vô tường để cho hai cháu nó nói chuyện.
Vì đây là cái người mà từ đầu tới giờ anh đã suy nghĩ rất là kỹ rồi, và anh đã quyết định rồi. Nhưng nếu mà chị này em cảm giác là phù hợp với của em, anh Nhược. Xuất sắc, xuất sắc. Wow. Dễ thương quá. Quân tử không qua được mỹ nhân kế. Thỏa thuận thành công. Trời ơi. Bây giờ thưa quý vị, một cái quyết định tuyệt vời của một người đàn ông, nhường lại cho người mình yêu thương. Tuấn Dũng sẽ nhận được 12.700 điểm và em thuộc về Lê Lộc với 9.700 điểm. Hay quá, chúc mừng. Bây giờ sẽ là lúc bạn số 1 và bạn số 2 thi đấu với nhau. Nếu bạn Sa Lý mà thắng được bạn Huỳnh Thương, Sa Lý là người của chương trình, lúc đó chúng tôi lại đưa ra một con số khác. Lúc đó các bạn mời về. Xin lỗi em nha Thủy, lúc đó em mời bạn ấy về lại hơi mệt mỏi nha. Sa Lý, mời em. Số điểm khán giả bình chọn cho Huỳnh Thương là bao nhiêu? và như vậy là chúc mừng Lê Lộc. Một sự lựa chọn sáng suốt khi bạn Thương về với đội của em. Và rất là đáng tiếc và chia tay với Sa Lý ở đây ha. Anh chúc em sẽ có được nhiều cái may mắn hơn trong cuộc sống của mình cũng như là trên sự nghiệp mà em đã chọn ha. Em cảm ơn chương trình rất nhiều và cũng cảm ơn các anh chị nghệ sĩ á. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ trở lại với dòng cái bí ẩn số 3 sau vài phút giải lao. Giọng ca bí ẩn số 2 là Huyền Thương đã thuộc về đội của Tuấn Dũng, nhưng mà Tuấn Dũng đã nhường cho Lê Lộc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ giọng ca bí ẩn số 3 với tài lẻ của họ. Xin được hân hạnh chào mừng toàn thể quý vị đã đến với chương trình Đại Nhạc Hội Giọng Ca Bí Ẩn. Và lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi tới toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và xin được cảm ơn toàn thể quý vị đã đồng hành cùng Giọng Ca Bí Ẩn trong suốt thời gian qua. Kính thưa quý vị, có một điều đáng tiếc trong chương trình đặc biệt này, đó là cô MC đứng cùng tôi ngày hôm nay không có mặt. Cô ấy bận đi lấy chồng. Thì như quý vị biết, rút ra kinh nghiệm hai lần trước thì lần này cô ấy quyết định lựa chọn một người chồng mà chúng tôi phát hiện ra rằng thì cái ông này, ông ấy lớn tuổi hơn cả tôi. Ông ấy cao có 1m1, chu vi bề ngang thì cũng còn lớn hơn cả cái tổng chiều dài. Tóc thì sợi còn ít hơn sợi mất. Thì tôi mới thấy ái ngại. Đến cái hôm mà tổ chức hôn lễ thì chúng tôi phải cố gắng tìm kiếm cái bụng cao tới 50cm thì mới cố gắng để cho ông ấy hoàn thành cái phần là chú rể hôn cô dâu. Thế thì ái ngại lắm quý vị, bởi tôi biết cô ấy không thích có người thấp lắm. Nhưng mà cô ấy chia sẻ: anh à, thì thực sự là chúng em đến với nhau bằng tình cảm. Thì tôi mới thấy lạ, tôi mới hỏi: thôi bây giờ chỗ thân thiết, cô nói thật với tôi đi, là ngoài cái tình cảm thì còn có gì không, hay là mà tôi sợ cái ông này ông không đủ khả năng, ông lo cho cô. Thì cô ấy khẳng định: vâng, chắc chắn là tình cảm anh ạ, nhưng mà còn về điều kiện lo cho em thì anh ấy cũng không có giàu lắm, ngoài là có sở hữu có 1 cái hòn đảo, 2 cái nhà băng, 4 cái tòa soạn báo, tính ra tổng cũng khoảng hơn 90 tỷ đô. Cảm ơn phần trình bày của bạn. Sau cái phần tài lẻ này thì không biết là các người chơi nghĩ rằng là với một cái giọng trầm ấm như thế này thì anh ta có thể hát hay được hay không? Chắc
chắn hay. Giọng chắc mà có hay. Giọng như vậy là chắc chắn hay. Đúng rồi, chắc chắn. Không biết hay như thế nào thôi. Đúng rồi. Nhưng mà cho em hỏi là cái đó là giọng thường ngày của ảnh luôn hay là ảnh nói chuyện cho mọi người nghe như vậy thôi? Rồi, em trai em nói một câu gì đó bình thường mà cái giọng hàng ngày em nói chuyện đi em. À, lời đầu tiên cho phép. Rồi, được rồi, tới đó rồi. Rồi, lời đầu tiên thôi, đừng có lời thứ hai. Vậy là tuyệt vời rồi anh ơi. Đó, giọng trầm ấm quá. Giọng trầm ấm này ca sĩ à. Lát là bước ra chỉ cần tình yêu như nắng. Đó là tuyệt chết vời. Rồi, gu đó đó. Thiệt. Rồi, này, gu dần tôi xa. Gu em. Gu em luôn phải không? Gu em luôn. Chững chạc. Chững chạc. Lộc, sao em? Hết tiền anh ơi. Hết tiền anh ơi. Cái gì vậy? Cái gì? Thật sự ra mà nói á, còn một người duy nhất ở đây có quyền làm chuyện đó. Đúng rồi nhỉ. Đó là Tuấn Dũng. Ta giờ đại gia rồi. Tuấn Dũng được quyền thương lượng với Lê Lộc để mời bạn Huyền Thương về lại với đội của em. Tại vì hiện nay cái số điểm em đang có là 12.700 điểm. Em có thể đưa ra một con số bất kỳ để Lê Lộc siêu lòng. Em nghĩ là chắc là em sẽ chọn... anh số 3. Tại vì bây giờ mà nếu mà lấy lại một cái là mệt lắm. Dạ, cho nên là em quyết định em chọn anh số 3. Tình yêu luôn mù quáng. Thế mà tội quá anh ơi. Thấy tội thiệt. Cái tội quá. Điều đó tôi mới thương thiệt đó. Luôn á. Chơi game mà áp lực quá. Không nói với lại nói tại vì chơi xong nó thì có tiếng chuyện. Dạ không? Không nói chơi xong mà banh. Đưa hai đứa về cái xong luôn. Không sao đâu, không tới nổi đâu. Nhìn thấy hai đứa nó hợp lắm gì ăn. Lộc nhớ nha Lộc, nhớ về trả cái tình cảm này nha Lộc. Nếu mà lấy của người ta xong rồi mà không trả lại không, cũng kỳ. Không, em nói vậy thôi chứ đây, không em quyết định chắc em sẽ chọn anh số 3. Bởi vì lâu quá rồi lấy lại Dũng thử. Dũng à, dạ. Mẹ cũng thích số 3 đó. Wow, chết Dũng ơi. Chết Dũng rồi. Bây giờ số 2, con của mẹ nó thích. Coi giờ số 3, bà mẹ bà thích luôn. Trời ơi. Dũng đi về đi em, chơi anh về. Anh ơi đi em. Anh lấy em chứ không phải lấy mẹ em. Trời ơi. Trời, trời ơi. Trời ơi. Nhưng mà mẹ nó giữ chìa khóa cửa. Chết Dũng ơi. Dũng vô được nhà hay không là do mẹ nó. Con qua nhà Dũng. Chị em giữ chìa khóa nhà tự ở trong mình đi chị. Để tối về không ai mở cửa gì đâu. Thấy thương quá à. Con nên nhớ mặc sâu qua khỏi đầu. Mặc áo mưa chị. Vậy thôi. Nói chuyện mà con số đi. Mọi người hãy đưa ra con số để mời bạn số 3 về với đội của mình. 10 giây bắt đầu. Hết giờ và 1, 2, 3, xoay. Tuấn Dũng 6.000, Mâu Thủy 8.000. Gia Bảo là 9.600 điểm, nhưng người quyết định ở đây là... Trời ơi! Lê Gia 10.000 điểm. Wow. Xin chúc mừng. Sao Dũng, em, dạ. em sở hữu một cái khối lượng tài sản khủng khiếp như vậy. Anh ơi, dạ, người phải, ta tại... sở hữu cái kia. Không, không phải, tại em sợ là nếu bây giờ em dồn hết tiền cho anh số 3 này á, mà lỡ anh số 4 mà hay một cái em đau quá, tại em đang có nhiều tiền nhất. Tại sao em không nghĩ là bạn số 3 sẽ hát hay hơn bạn số 4 đúng nhỉ? Đúng rồi. Tại em sợ còn người sợ em sợ. Sợ là tại vì nãy mẹ nói mẹ thích số 3. Đúng rồi, do cái câu đó cho nên mấy bạn kia phải chịu nhường vậy thôi. Không, cái này là suy tính thiệt, cái này là suy tính thiệt. Anh ơi, em chơi game show này em cảm thấy giống như là mình chơi, mình coi phim gia đình họ Lê vậy đó anh. Đúng. Gia đình họ Lê của Lê Giang đúng không? Bây giờ là anh Dũng nhường cho chị Lê Giang, rồi xong rồi người thứ tư là anh Dũng lấy luôn rồi xong. Rồi xong rồi bây giờ luôn, chơi gì nữa? Thì có duyên. Có duyên chứ sợ luôn. Thì có duyên. Không thể mà dễ thương em mà phân tích cái tự nhiên thấy em phân tích đúng nha. Đúng rồi, vậy là không có được. Không Thủy, em yên tâm, anh nói em nghe. Có một cái điều này mà em chưa biết. Là vòng 4, cái người ca sĩ họ được quyền chọn về đội của bất cứ ai họ yêu thích. À. Mà không cần phải là số tiền cao. Có em phải lấy nhan thôi, sắc ra mới được. Nhưng em hãy lấy nhan sắc ra em quyến rũ anh ta. Hy vọng không phải là một cô gái. Rồi,
Như vậy giọng ca số 3 thuộc về chị Lê Giang. Như vậy bây giờ chị chơi 10.000 rồi một lát nữa, thí dụ chị có thắng thì chị mang cái gì về nhà? Một khi mình đã thích rồi thì mình phải chơi cho tới. Hết tiền đó đừng xin quyên góp nha. Em ơi, với số tiền 4.400. Trời ơi, cái gì vậy? Diễn sâu. Mà cũng không phải là tiền của chị, mà là tiền ba tấn. Tất cả là tiền quyên góp. Quyên góp. Đợt trước chị xin quyên góp, như đợt này chị cứng rắn lắm. Là thắng cũng kệ nha. Thắng thua là... Được, có tiếng không có miếng nha. Đương nhiên mà. Chơi luôn không? Chơi luôn. Ok. Chị Lê Giang đã dành cả thanh xuân cho bạn. Hát đi. Chưa giờ không trà thấy chưa? Giống tài tử quá. Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm. Xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm. Gác văng mưa gợi niềm chăn chiều. Còn đây không gian xưa quen gót này, bên hè phố cây lá thư chim đã bay. Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay, giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này. Chiều xưa em qua đây dù hồn nắng ngủ say, lời yêu chót đong đầy. Đón em thu mây bay, tiễn em xuân chưa phai, xót ngày vàng còn gì, đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước. Còn ai mơ chân tay khi hoàng hôn vô giấc xuân muộn về trên môi hồng. Vâng, vừa rồi là trình diễn của ca sĩ Mạc Duy Thắng. Xin quý vị khán giả hãy bình chọn ngay cho bạn Mạc Duy Thắng ạ. Xin mời. Cảm ơn các bạn. Xin hỏi những ý kiến của những người còn lại về giọng hát của bạn số 3 này ạ. Thủy em thấy sao? Cái chất giọng của anh nó rất là đầy và cảm giác là chan chứa tình cảm ở trong đó đó. Nhưng mà em cũng không nói nhiều đâu, tại vì cái thí sinh em hay của em thấy là hơi bị bất công với chuyện này. Trời, em nói vậy thôi. Chị Giang nói đi chị. Dạ, đi chị nói. Dễ thương quá. Chị có thấy lựa chọn của mình là có hơi sai lầm hay là đúng đắn hay không? Chị không biết sai hay đúng, nhưng mà chị thích cái chất giọng của Thắng. Chắc là Thắng hát phòng trà không phải không cưng? Dạ đúng rồi. Chị tin tưởng chị chọn đúng. Đúng luật của chương trình, sau khi bạn số 3 hát xong thì chúng ta sẽ có một lượt thương lượng nữa. Một là bạn nào cảm thấy bạn số 3 hát hợp và hay với mình, kêu chị Giang nhượng lại với một cái số điểm mà các bạn đưa ra. Hai là chị Giang được quyền
hồi bàn lại cho chương trình và chịu mất 2.000 điểm nếu như chị cảm thấy là không an toàn. Chị là chị chơi tới cùng, thà chị mất 10.000 chứ chị không người... Thà coi như là người phụ ta chứ ta không phụ người. Đúng rồi. Có ai muốn thương lượng với chị Giang không? Gia đình chơi chung nhau chứ đây đâu chơi được. Chỉ còn Dũng có bạn gì không? Thật sự thì đã quyết định là để cho cô Giang chọn, thì là bây giờ cô Giang cũng đã muốn người này quá rồi, thì em sẽ suy nghĩ và em sẽ làm dồn hết cái số điểm này của mình để cược cho cái anh ca sĩ cuối cùng. À, ý là con nói con để cái số điểm đó cho cô phải không? Không có, còn ví dụ giờ cô chọn nữa mà người số 4 ví dụ cô giành với con nữa thì thôi con về luôn chứ. Nè Dũng, đến giờ phút cuối cùng con cứ suy nghĩ đi. Con đừng nên lấy một cái đồng nào hết, con đưa cái số tiền đó qua cho cô luôn. Dì Giang, dạ. Vừa phải thôi. Ơi. Bây giờ thế này, thỏa thuận coi như xong. Bạn cho mọi người biết bạn là ai đi ạ. Vâng, kính thưa quý vị, hiện tại thì Mạc Duy Thắng đang là một ca sĩ phòng trà, một MC, một người kể chuyện ma, một người lồng tiếng và có tham gia cả đóng phim nữa. Và bây giờ, Huyền Thương sẽ thi đấu trực tiếp với Mạc Duy Thắng. Và ai được khán giả bình chọn ít hơn dĩ nhiên phải chia tay với chương trình. Và người đang sở hữu cái giọng ca đó cũng mất luôn toàn bộ số điểm đã đặt cược. Mời cô bé. Hai mẹ con đâu nhau. Hai mẹ con đó anh. Ủa? Hai mẹ con đâu nhau. Ờ he. Chết rồi mẹ cô ơi. Cô bé Thủy nó mới nói là ở đây chơi mà súng sụm lại chơi theo gia đình đồ nùm lum la. Mẹ có khi nào người ta đang gài mình không? Thì đó. Mẹ nói rồi. Hai mẹ con giành giật cho giữ vô. Cuối cùng hai mẹ con đấu nhau. Cái này là do cái người kế bên chơi mình á. Con đâu biết bây giờ điểm nó vô con thì con lấy. Cái lỗi không có do ai, do chị. Do chị. Chị là cái người mà tôm tướp mà chị dành cho bằng được. Tại vì chị chọn Mạc Duy Thắng. Thưa quý vị, Lê Giang và Lê Lộc, hai mẹ con đang đối đầu. Chúng ta sẽ đến với trận đấu này. Bạn Huyền Thương ở vòng trước, số điểm khán giả bình chọn là 89 điểm. Và bây giờ là số điểm khán giả bình chọn cho Mạc Duy Thắng. Nếu như mà có sự việc xảy ra là tôi nhường con tôi đó. Gì kì vậy? Ủa là sao? Trong thâm tâm tôi nhường. Ủa gì? Thôi mẹ thua, mẹ kêu nhường. Chúc mừng Lê Lộc và Huyền Thương. Như vậy là Thắng đã không vượt qua được số điểm của Thương, 87 điểm. Phải chia tay bạn ở đây rồi. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình nha. Chúc mừng Huyền Thương một lần nữa. Quý vị và các bạn thân mến, mọi chuyện vẫn chưa ngã ngủ. Hiện nay chị Lê Giang, chị của tôi, đã lâm vào tình trạng vô sản. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi cuối cùng để gặp gỡ dòng ca bí ẩn cuối cùng. Quý vị và các bạn đã trở lại với giọng ca bí ẩn. Ở vòng trước, chị Lê Giang của tôi đã thua thảm hại và mất trọn số điểm 10.000. Ca sĩ của chị cũng đã hiện nay đang rất là thảnh thơi ở ngoài bãi giữ xe để có thể mang xe ra về. Và hiện nay đau lòng quá chỉ còn cô gái số 2 là bạn Huyền Thương đang thuộc về đội của Lê Lộc, là con gái duy nhất của chị. Hiện cô gái đang được theo đuổi bởi bạn Tuấn Dũng là thí sinh ngồi sát kế bên với tổng số lượng tài sản lên đến 12.700 điểm. Và hiện nay Tuấn Dũng với vai trò đại gia như vậy hiện nay đang rất là có lợi thế để gặp gỡ bạn thí sinh số 4 này. Chúng ta cùng xem bạn ấy là người như thế nào. Gió đưa cành trúc la đà
chứ con gà đi ngủ còn ta một mình. Buồn trong ngọn trúc xinh xinh, thấy mình cũng giỏi sao người chưa yêu. Bạn bè tài cán cao siêu, tên ta công tử ca cây cất họ tiêu tên điều dễ thương quá. Tưởng ca kỳ quá. Cảm ơn bạn. Còn nữa chưa? Chưa. Hôm nay ta quyết làm liều, được giọng ca bí ẩn sẽ vào tay ta. Trời, làm thơ cũng lạc nữa ha. Hết rồi. Dạ. Vâng. Đây là giọng ca bí ẩn cuối cùng của chúng tôi. Và tài lễ của bạn đó là ngâm thơ cổ trang. Ngâm thơ cổ trang mà nó lạc gì ơi. Trời ơi. Mà tôi nói thiệt, bước ra ông ngâm mà cái thơ ổng nó rất là kỳ, có trời gà ơi, đi nó ngủ đi đâu á. Nhưng mà thế này, mọi người phải hiểu gì nè. Nhiều khi tại sao cho ông mặc đồ cổ trang, biết đâu lát vô tới phần hát thì ông thay đồ ra ông hát một bài nhạc dance thì đó, đúng không? Giọng hay à, giọng ấm à, giọng ấm. ngon nha ngon à. Có cái ngâm thơ ngâm lâu quá nó hơi chua thôi. Nói chung em nghĩ vậy nè, cố tình làm như vậy để lừa người chơi. Đúng. Nhưng anh ta ẩn sâu bên trong là một người hát rất hay, biết đâu sẽ hát nhạc dance. Đúng. Nhạc dance đó nha, thấy mang đôi dài là biết dance rồi. Vậy là vậy tập thể thao mà. Đó, đối với mẹ là dài này nhạc dance đó. Chị Giang không chừng nói đúng nha, chị để ý đúng hay à. Bây giờ tới lượt ông số 4. Mỗi người sẽ đưa ra một con số để thương lượng với ổng. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Dũng ơi, mẹ là tất cả. Dũng ơi, mẹ là tất cả. Nói chung là người chơi hãy lưu ý là nếu như lần này mà người chơi không sở hữu được ca sĩ, có nghĩa là đi về trắng tay. 1, 2, 3, xoay. Mâu Thủy 8.000, Gia Bảo 10.000 điểm. Và ủa sao kỳ vậy ta? Người đại gia của chương trình hôm nay đưa có 7.500 điểm. Sao vậy? Dạ, dạ, em anh nói. Muốn nghe em nói. Dạ rồi. Thứ nhất là tại sao em có ở trong tay mình số điểm là 12.700 mà em không cược hết? Bởi vì một lý do là em không muốn lấy tất cả những cái số điểm cao nhất này để mua chuộc anh về của em, mà em muốn lấy một cái số điểm nó trung bình và nó bình thường để mọi người thuyết phục với nhau một cách tin tưởng nhất. Bởi vì nãy giờ em mất hai người rồi, bây giờ em chỉ còn một mình anh thôi, cho nên em phải tôn trọng cái đó mà em không lấy số điểm đó để sao mua anh. Nó khôn quá vậy ta, không có nói nghe hợp lý em. Dễ thương lúc quá. Đầu mình nghe mình tưởng nó sao đại gia mà đưa số tiền đại hạ giá. Nhưng Dũng nó hiểu luật chơi hay quá, nó biết không phải dòng này điểm cao nhất là mời người ta về được. Mà phải thuyết phục. Hay quá. Hơn thua nhau là cái thuyết phục nè. Và Dũng nó khôn thêm cái chỗ là nó giả bộ nói về danh nghĩa gì cho nó thấy nó đại trượng phu. Đúng rồi. Chứ thí dụ mà nó thắng cái nó còn cho mấy ngàn điểm mà nó mang về một khối lượng tài sản khổng lồ. Nó mới chơi mà nó khôn vậy, chị chơi rồi mà chị ngu thôi. Em cũng định hỏi vậy mà em không dám. Nhưng mà chị ơi, dù gì đi nữa, khôn hay không khôn gì, miễn nó là người nhà của mình mà nó khôn là mình phải vui. Đúng rồi. Chúng ta bắt đầu phần thuyết phục. Mời Mâu Thủy. Em muốn nói cho anh biết là tại sao em chọn số điểm 8.000 với anh. Tại vì em chỉ có như đây thôi. Em đã đặt hết cái tình cảm vào anh rồi, cho nên nó là em đầu tư tâm trí, tình cảm, tình yêu, tình thương, rồi sau này tương lai này nọ. Tương lai này nọ. Rất là nhiều cho anh. Trời ơi, gì vậy? Có tương lai nữa hả? Có tương lai nữa hả? Tương lai luôn. Wow. Trời ơi, quá đất. Chỉ có một chị thôi. Hết điểm rồi, hết rồi. Chú em là một người rất là thẳng thắn, rất là chân thành. Cho nên đó là với số điểm này em hy vọng anh về đội của Mâu Thủy. Mời Gia Bảo. Theo em đoán không lầm thì hình như em có quen với anh.
không cần cô này lo cái tương lai bởi vì anh... Trời ơi, anh có vợ con anh rồi. Có vợ rồi. Ừ, vậy tại sao? Tôi đoán cái miệng này quen lắm. Bây giờ em nói cho anh nghe, Dũng á, nó có 12 ngàn mấy điểm, đưa anh con nữa, giữ lại nữa, thấy không? Còn cái này là em có 10 ngàn từ đầu tới giờ em chưa có dành ai hết. 10 ngàn này em dành hết cho anh luôn, chứ phải có mà chừa lại. Nói chung ở đây là Mô Thủy với Gia Bảo là đưa hết tài sản của mình cho giọng ca bí ẩn. Và cái người mà chừa, chừa, mà chừa rất nhiều, rất nhiều, vâng, đó là Tuấn Dũng. Mời em. Nếu mà thật sự em dơ cái số điểm mà 12.700 điểm ra mà quay qua như vậy, anh thấy một con số cao, một con số trung bình như vậy thì em nghĩ là sẽ, anh thấy con số trung bình nó sẽ vui hơn. Bởi vì cái vấn đề mà cao quá thì nó lại giống như là mua chuột. Còn cái vấn đề hồi nãy chị có em nói ơi, em là vấn đề cao quá người ta về ta được nhiều hơn em. Đúng rồi, người ta về được rồi. Nhiều hơn. Không phải, tại em tính lấy cái phần mà dư còn lại em trả lại. À, nó trả lại cho mẹ nó. Và chỉ còn có một mình anh thôi. Nếu như mà bây giờ anh không về với em thì em sẽ cô đơn bởi vì em bị mất hai người rồi. Thật ra nếu mà một cái số điểm nói chuyện mà lịch sự với người ta, phải đưa một cái số điểm cao nhất đúng trong số những người còn lại có. Đúng. Ít nhất là 10 ngàn. Thiệt luôn á. Dạ luôn. Người ta 8 ngàn bên kia 10 ngàn lén lén thọt 7.500. U trà, ai mà nói với em á, trời ơi bây giờ mời em đi mà hả, đưa cái số điểm thấp tụng nhất, thấp nhất. Ừ. Mà nói là ừ, em đến với chị bằng chân thật trái tim. U trà, yes, yes, yes. Mà thiệt chứ không? Đúng. Tự nhiên ta chọn mình là ta được 8 triệu, 10 triệu, ta chọn mình là 7 triệu rưỡi. Mà trong khi bao nhiêu nhiêu tài sản của cải còn dư. Tôi không thuyết phục. Khoan đã, nhiều khi người ta, anh này anh cũng là một người tình cảm. Đây em là nói... tình cảm, bây giờ mới nói cái vụ này nè. Bây giờ tới phiên chị Giang thí sinh cuối cùng. Tình cảm hay không là đoạn này nè. Không có một điểm nào luôn. Mà nói sao người ta về như lần trước mới hay. Mời chị. Cưng á là cưng á, hiểu không? Cưng nhìn mặt chị cưng thấy quen không? Dạ có coi truyền hình có quen. Ừ, chị thì chưa quen cưng. Chưa quen cưng. Sao từ để chị đi đâu cũng phải có đường vô chứ. Ok ok. Cưng ơi, chị nói cưng nghe nè. Lê Lộc con chị á cưng. À, cái gì mà hai con ngố vậy? Coi như tại vì Dũng là xong rồi đó. Cất luôn. Cưng ơi, nói gì nói chứ dù gì tình cảm, đường tình cảm chị Giang cũng trải qua rồi. Chị có Giang có thể là thương cưng suốt đời. Vậy thì cưng đến với chị nha. Giỡn anh chị, giỡn anh đứng dưới coi kìa. À thôi giờ không coi, nãy giờ chị không có nói gì cưng ơi. Quốc câu giọng cổ liền. Cưng ơi, đợt trước á cũng có cái tiệm nail mà đưa cho người ta rồi. Lần này thì chị chỉ còn chị thôi. Nếu như mà cưng muốn lấy chị thì về nhà cưng muốn chị làm cái gì cũng được. Lau nhà, rửa chén, giặt giũ, xếp đồ, ủi đồ, nấu cơm cho cưng ăn. Cưng cứ đi đi. Cưng đi, cưng về, cưng gặp chị, cưng la. Chưa có đường ra. Rồi, cưng... Rồi bây giờ không có đường ra đâu. Thời gian đã hết. Hết rồi. Vậy hết thôi. Xin cảm ơn. Trời ơi, có lẽ dễ sợ. Xin cảm ơn một cái phần kêu gọi của nghệ sĩ Lê Giang. Và quyết định chỉ có một. Tôi muốn biết suy nghĩ của bạn lúc này. Cảm ơn Tuấn Dũng, cảm ơn chị Lê Giang, cảm ơn Lê Lộc, Gia Bảo và Mộc Thủy. À, tất cả mọi người đều đã mang đến một cái cuộc vui rất rất là lớn cho khán giả cũng như cho tất cả các anh em ca sĩ. Mình thì mình là một người rất là công bằng. Tại vì từ đầu tới giờ thì tất cả mọi người đều có ca sĩ riêng của mình rồi. Ở đây thì chỉ có Gia Bảo là chưa có một ca sĩ riêng của mình. Thì muốn về với đội của Gia Bảo á. Như vậy là giọng ca bí ẩn cuối cùng đã thuộc về Gia Bảo. Trời ơi! Em vỡ mộng chưa Thủy? Mời em hát.
anh hát cho em bài tình ca thiết tha. Anh hát cho em dù lòng em xót xa. Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ. Thương sáng em cười nhớ nụ mắt bờ môi. Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm. Em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh. Một ngày chợt đến bóng đời như đã lỡ. Một ngày chợt đến bóng tình như tan vỡ. Ai đã yêu em những đêm buồn giá lạnh. Và ai âu yếm hát những lời thiết tha chiều mến. Ngày vui đã hết, tình ta đã chết. Anh chúc cho em đời yên vui đắm say. Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay. Một ngày nào đó dấu tình ta đã lỡ. Một ngày nào thì xin quý vị hãy bình chọn ngay cho anh chàng dễ thương trên sân khấu. Xin mời. Hết giờ. Vừa rồi là trình diễn của ca sĩ Phi Luân. Và bây giờ anh có thể giới thiệu bản thân mình cho quý vị khán giả biết được không ạ? Cảm ơn Haruan, cảm ơn Trấn Thành. Và Huy Luân xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em nghệ sĩ cũng như tất cả quý vị khán giả. Mình là Huy Luân và mình là hiện là một ca sĩ của Phòng Trà. Cảm ơn quý vị. Đây là con trai của nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. Nói về mommy của Huy Luân thì là idol của Trấn Thành rồi. Em cũng vậy luôn. Ủa, em cũng vậy luôn. Dạ. Cô Kim Xuân thì là những cái người mà thuộc tầng lớp là cây đa cây đề trong ngành rồi. Thành thử ra là Trấn Thành cũng rất là quý mến và dành tình cảm dành cho mẹ Kim Xuân. Bây giờ cảm xúc của Gia Bảo như thế nào? Cảm xúc của Gia Bảo rất là vui. Là tại vì hồi nãy là đoán thôi chứ thật sự không dám chắc chắn đâu. Nhìn cái miệng anh là tại vì Bảo với cô Xuân diễn cùng sân khấu. Rồi Bảo cũng làm việc với cô Xuân nhiều lắm. Thì cũng có đi coi Phòng Trà nhiều lần gặp anh Luân hát nữa. Cuối cùng là chọn anh và anh quyết định chọn em. Một điều rất là may mắn. Mô Thị ơi, sau khi nghe nhạc của anh Luân á, thì Mô Thị có cái cảm xúc như thế nào? Em thấy rất là vui. Bởi vì anh Bảo đã giành được anh Luân. Và em cũng còn vui hơn nữa là, chị biết sao không? Chị Giang á, là được quả báo nhãn tiền. Quả báo nhãn tiền. Trở lại câu quả báo nhãn tiền. Chị thấy chị thương em quá mà Thủy. Chị thương em mà chị đâu có kêu rể của chị làm em vậy đâu. Vào xong chương trình nó đâu có rể chị đâu. Lật lọc dễ sợ. Dũng, em bữa nay là coi như là tay trắng bàn tay. Tiền của cũng không mang về được mà bây giờ mẹ cũng từ chối con rể luôn rồi. Ê anh ơi, nhưng mà chưa. Cái người yêu còn lại là Lộc. Đúng rồi. Em nha. Lộc quyết định là ở lại mà phải không? Ở lại đâu chị? Ở lại bên Dũng hả em? Không khi nào Dũng không? Khi nào con thắng thì con quyết định. Trời ơi. Đúng rồi. Cũng đúng. Bây giờ thưa quý vị,
sẽ là phần tỷ thi cuối cùng. Mời cô bé Huyền Thương. Ở những vòng trước, số điểm của Huyền Thương được khán giả bình chọn là 89 điểm. Hiện nay Huyền Thương đang trực thuộc đội Lê Lộc. Và anh Huy Luân với 10.000 điểm là đội của Gia Bảo. Và số điểm khán giả dành cho Huy Luân là... Huy Luân. Gia Bảo giành chiến thắng. Bằng điểm nhau. Thưa quý vị, đây là lần thứ hai mà chương trình có hai ca sĩ được bình chọn bằng điểm nhau, và cả hai bạn đều là người chiến thắng. Chúc mừng. Xin chúc mừng. Và bên cạnh đó, xin được chúc mừng cho bạn Huyền Thương. Số tiền mà bạn sẽ mang ra về là 9.700.000 đồng. Và anh Huy Luân cũng nhận được 10 triệu đồng. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem là số điểm mà Lê Lộc có thể mang về cho mình là bao nhiêu. Bởi vì Gia Bảo hoàn toàn không còn gì để nhân, để cộng gì nữa. Đúng rồi. Chỉ còn một mình Lê Lộc thôi. Xin mời Lê Lộc. Lê Lộc có 10.000 điểm, bạn ấy đã cược hết 9.700 điểm dành cho bạn Huyền Thương. Như vậy bạn ấy còn 300 điểm cuối cùng. 300 điểm này sẽ được nhân cho hai cái nút. Cái nút màu xanh là cái nút an toàn, bạn sẽ được nhân 1, 2, 3, 4, 5. Và cái nút màu vàng là cái nút mạo hiểm thì bạn sẽ được nhân 0 hoặc là nhân 10. Bây giờ em muốn chơi an toàn hay là chơi mạo hiểm nè? Ở đây thì vòng cuối rồi, thôi mạo hiểm cho nó vui. Đúng rồi, chứ có 300 rộng lẽ nhân 1 ra 300 ngàn mang về chứ nó dạ. Không đủ cái đám này ăn ốc, em hiểu không? Mình thắng mình phải đại. Dạ. Bấm đi bé. Xin mời. Thưa quý vị, 3 triệu chứ không phải 30 triệu mà gia đình Lê Lộc mừng muốn xỉu. Anh nói em 300 ngàn nhân 10 ra 30 triệu. Lúc mà quýnh quán mà đâu biết đâu. Bây giờ anh tin em là con của chị Giang rồi đó. Hai mẹ con có tính toán gì đó. Cái người thiệt thòi nhất trong chương trình này là Tuấn Dũng. Bước lên. Đúng rồi. Người đàn ông ra về tay trắng. Chu, Lê Lộc thắng rồi. Bây giờ đúng em rồi. Phải nói đi. Nãy nói sao? Dạ 3 sao? Triệu làm gì, đám cưới chưa tới thằng bàn. Đâu thiệt á, đám cưới không đãi được bàn nữa. Sao Lộc? Dạ sao mẹ? Bắt đầu từ chương trình này là có đứng trước cửa thì cũng nói tôi tiếng nha. Thôi, xin cảm ơn những người chơi Gia Bảo, Lê Lộc và Tuấn Dũng và chị Lê Giang và Mâu Thủy. Cũng xin được chúc mừng cho hai bạn Huyền Thương và Bình Luân đã là người chiến thắng cuối cùng của chương trình, nhận được hai giải thưởng là 9.700.000 đồng và 10 triệu đồng. Xin được chúc mừng hai bạn. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì chương trình xin được phép khép lại chương trình Giọng Ca Bí Ẩn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự đồng hành của Tôn Đông Á. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 20:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.